Cái chiêu mộ 146 độ 7 này rất khó chịu. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào cho nó dễ chịu? Thì chỉ cần dễ chịu thôi đó mày. Oh yeah 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 yeah. Hello anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Diana. Mặc dù chúng ta thấy cái tên của em nói là Diana nhưng mà thật sự nó không hút máu một tí nào cả. Quả chữ này kia. Và anh em nào đang xem clip mà có cần Advanced Skin thì tôi có nha anh em ơi. Thank you anh em. Rồi cũng trong mùa thu năm đó tôi phát hiện ra Yaksua đang sở hữu cho mình một lượng máu khá ít. Tôi lao vào liền cái chứ. Hoài chà. Chiêu 2 phải nói là mượt mà vô cùng và sau đó lao vào ulti luôn. Nhưng mà tôi bị trăng trối rồi anh em à. Quá khó khăn cho tôi. Phải tóc biến chiêu 1 cho nó chuẩn xác và lấy được mạng của Yaksua. Và tôi cũng nằm xuống. Ok thì nói chung là tình huống 1 đối 1 thôi. Tôi đang đi farm thì lại thấy Yaksua khó chịu vô cùng nên đã xuất hiện. Và em nó quyết định là tức tốc bỏ về ngay trong đêm. Nên là tôi phải đi về. Uầy chà, cái gì khó quá thì mình bỏ qua thôi đó mà. Anh em cũng có thể thấy Lexin đang có mặt ở khu vực đường dưới để làm những cái chuyện gọi là đi rank. Mà tâm lý của mình khước chơi Lexin này là chắc chắn phải đi ra đằng sau để đá sóng âm. Thế là đi vào gặp tôi, ném ngay chiêu một lao vào lấy thành công mạng của Lexin và lướt vào người của Caitlyn luôn. Nhưng em đó là tóc biến bỏ đi. Uầy chà, nó từ chối tình cảm của tôi kìa. Phải làm sao đây anh em ấy. Cũng trong mùa thu năm đó tôi đã quay lại với khu vực đường dưới và cho AD vs B dưới này một câu trả lời chính xác. Ê mày chơi kì mày đang được mà choáng ta mày. Cho mày cái chiêu 1 146 độ 7 nè. AD thấy vậy rỉa tôi liên tục khó chịu vô cùng. Đó là chiêu 1 tóc biến lên đánh thường. Cho cái chiêu 2 dính vào người của em. Và đó là mạng của tôi. Double kill dành cho một người đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Quay chà. Trong khi Lexin bên kia đang ăn con người máy. Rồi nó đi luôn rồi. Thì tôi sẽ xuống hang rồng và ăn con rồng đầu tiên. Đây là một con rồng lửa. Về chỉ số của nó đem lại cho mình, đó chính xác là sức mạnh phép thuật cùng với đó là sức mạnh công kích. Dĩ nhiên là cái hiệu ứng của cái con này nó sẽ tồn tại hơi lâu. Nó lâu hơn cái con gọi là cái con giá sử khức ne người máy bên kia. Khu vực đường giữa anh em cũng có thể thấy là vẫn là người anh em thân thương năm xưa. Đó là Yaksua. Nếu như mà anh muốn bèm thì anh bèm đi. Anh mưa thì anh mưa đi, anh cứ lóc gió lóc máy hoài vậy. Thế là tôi đã quyết định ở lại để cho Yaksua biết thế này là sắm chớp. Tôi sẽ canh thật kỹ và ném cái chiêu 1 146 độ 5. Một khi nó dính vào người của Yaksua, chính xác là lúc này tôi lao vào ngay ulti và lấy được mạng của Yaksua. Stock dam vô cùng ghê gớm và em ấy không kịp trở tay. Rồi tôi ăn một vòng đường xong đi xuống dưới lại gặp anh Lexin. Uầy cha, lại gặp tôi rồi, lại gặp tôi rồi anh ơi. Qué đẻ. Qué đẻ luôn. Rồi dùng ngay cái số không giường không nhà trống lấy thành công cái trụ hoặc chưa thành công cho mấy. Cái thằng này nó làm phiền thế nhờ. Không lẽ lấy luôn cái mạng của nó thì cái tâm đạo của mình để đâu? Để đâu? Để bịt me rồi. Thế là cuối cùng nhịn không nổi nữa, tôi phải bay vào và gây sát thương liên tục vào người của em Caitlyn. Hên là cái ulti của tôi không trúng đó. Chứ mà nó trúng là nó đi sớm hơn rồi. Và anh em cũng có thể biết được là cái ulti của Diana nó đau như thế nào. Đặc biệt là trong giao tranh tổng, anh em đứng gồng một chút xíu thôi. Anh em có thể gom tem địch lại. Khó chịu vô cùng luôn ý. Ok. Và trong tình hình hiện tại tôi không thấy tem bên kia đâu hết trơn á nha. Chỉ thấy có mỗi là Rinneton ở trên đường top thôi. À đây rồi, đây rồi. Bắt đầu lộ diện rồi. Đó là Leona. Yaksua đừng dở. Yaksua này múa căng nha. Ghê nha. Anh ra để cho mày thấy. Hoài chà, đó là lao vào đến từ vị trí của tôi. Mất xác. Làm sao mà, làm sao mà có thể cưỡng được cái sức mạnh phép thuật của tôi mấy nay. Đúng là như vậy rồi đó mày. Cũng đã đến lúc chúng ta ép đường và đi đến vinh quang chiến thắng rồi. Rinneton lướt lên. Tôi ném ngay chiêu 1 không trúng nhưng mà không sao, vẫn lao vào được. Tracy dùng ngay chỉ thiên lao vào, lấy được mạng của Rinneton là tươi. Tại sao? Chắc tại đẹp trai quá. Quải trưởng đi chơi. Và đó chính xác là trạng thái tới này. À và anh em xem clip, nếu thích video của tôi thì đừng quên bỏ lại cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thank you. Đầu hàng ngang với ba.